Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Báo TV ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Khanh Báo TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, được tin thì chúng tôi đã cập nhật được một cái thông tin rất là mới liên quan tới cháu Thái Lý Hạo Nam đã mất tại rơi xuống trụ bê tông tại Đồng Tháp. Thì trong cái thời gian qua, những cái sự việc xảy ra từ khi cháu rơi xuống cho đến lúc đội cứu hộ đã đưa được cháu lên khỏi mặt đất và gia đình cũng đã lo hậu sự cho cháu, hiện nay đã mổ yên mà đẹp. Thì như toàn thể các quý vị cũng đã biết về những cái thông tin của Thái Lý Hạo Nam, thì thực kính thưa các quý vị là đêm ngày mùng 1, tức là ngày mùng 1 Tết vừa qua, thì mẹ của cháu Thái Lý Hạo Nam có nghe thấy những tiếng gọi, những tiếng khóc. Thì ngay lập tức sáng ngày hôm sau, khi sau khi mà mẹ của cháu Thái Lý Hạo Nam nghe thấy tiếng của con mình gọi ở ngoài đầu ngõ, thì lập tức bố và mẹ của Thái Lý Hạo Nam đã mua lễ ra ngoài khu vực cháu gặp nạn và cũng đã gọi con và cũng đã khấn nguyện, cũng mong sao cho con trở về. Nhưng kính thưa các quý vị và các bạn, thì theo cái thông tin, theo những cái gì mình nắm được về cái phần tâm linh, thì về phần tâm linh thì kính thưa các quý vị và các bạn, thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng vậy, những khi có người nào bị mất ngoài ao hồ hoặc bị mất ở ngoài đường, ví dụ như ao hồ sông suối, thì nếu như không làm lễ mà để gọi hồn cháu thì chúng ta sẽ biết cái sự việc nó như thế nào, đúng không ạ? Vì thực tế ra những người mất ở ngoài đường, ngoài chợ, sông suối, ao hồ, ngoài biển, vân vân, thì các quý vị đã biết là chúng ta phải làm những cái việc như sau. Đó, cái việc đầu tiên chúng ta phải mời thầy phù thủy thật giỏi hoặc thầy sư thật giỏi để làm những cái lễ để mà đưa cháu Thái Lý Hạo Nam, tức là đưa vong linh của cháu về tại gia đình. Đầu tiên, những cái việc mà cần thiết nhất để làm cho gia đình thì nếu như mời thầy phù thủy là tốt nhất. Nếu mời được thầy phù thủy về tại gia đình thì thầy sẽ có cách làm để mà triệu hồn cho cháu về nhà. Bởi vì kính thưa các quý vị là thường là những cái người mất ngoài sông suối ao hồ hoặc mất ngoài đường, tức là không phải mất tại gia đình, thì các quý vị cũng đã hiểu là sẽ không bao giờ về được nếu như không làm những cái việc mà gọi thầy, mời thầy đến để làm những cái việc như triệu hồn cháu về tại gia đình. Thì nếu như không làm việc đó thì tất nhiên là nhiều khi nếu những người mất trẻ như cháu Thái Lý Hạo Nam, thường thường là họ rất thiêng. Nếu như không làm việc này thì cứ hàng đêm, những hôm nào trời đẹp thì gia đình sẽ tự nghe thấy tiếng gọi của người thân, ví dụ như của Thái Lý Hạo Nam. Thì các quý vị, đêm ngày mùng 1 vừa qua, ngày mùng 1 Tết vừa qua, thì các quý vị cũng biết là mẹ của cháu Thái Lý Hạo Nam nghe thấy hai lần, tức là nghe thấy tiếng gọi của con. Thì chị cũng không biết là mình mơ hay mình tỉnh, nhưng sau khi tỉnh dậy chị vẫn nghe thấy một lần nữa. Thì tức là cái việc này thì thực sự là Thái Lý Hạo Nam, hiện tại vong linh của cháu vẫn quanh quẩn ngoài khu vực mà cháu đã bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35 mét. Sau khi cái đội cứu hộ cứu nạn cùng tất cả mọi người, các cơ quan đoàn thể đã cứu được cháu ra khỏi trụ bê tông, tuy rằng đó chỉ là phần xác thưa quý vị, thì còn cái phần hồn của cháu Thái Lý Hạo Nam thì chắc chắn 100% vẫn quanh quẩn cái khu vực đó, hiện tại chắc chắn là cháu chưa về được thưa quý vị. Vì chúng ta phải biết rằng nếu như mà mất ở ngoài đường, ngoài chợ như vậy thì chúng ta phải nên biết phải làm lễ, phải mời thầy. Tức là gì ạ? Lễ gồm có, không phải là lễ mà những cái dụng cụ để nhận biết cái việc mà cháu đã về được hay chưa. Thì chúng ta phải biết là cái dụng cụ gồm những cái gì. Đó là phải mời thầy đến, thì thầy sẽ có một cái gọi là cái nia. Thì cái nia này thì thực sự ra là phải giải giò, tức là cái giò thì phải làm thật sạch, thật mịn, để khi nếu gọi được cháu lên mà cháu sẽ bước qua cái giò đó, thì nó sẽ có một là nốt chân chim, hai là nốt chân chuột, ba là nốt chân chó. Thì các quý vị phải biết rằng là những cái việc đó thì các cụ để lại từ cổ chí kim cho đến bây giờ. Nếu như gia đình mà bây giờ không làm cái việc đó thì chắc chắn Thái Lý Hạo Nam sẽ suốt đời cháu sẽ nằm lại cái vùng đó
và thường thường gia đình rất hay nghe thấy tiếng gọi của con trong những đêm khuya. Thì tức là với nó đồng nghĩa với cái việc là nếu như không chiêu hồn cho cháu về gia đình thì cái việc thờ cúng nó sẽ vô hiệu hóa. Thì tức là cháu sẽ bị bỏ đói, bỏ khát mà sẽ đi quậy phá nhiều nơi, thưa quý vị. Một là quậy phá nhiều nơi, hai là cháu thường xuyên trở về nhà để trêu ghẹo gia đình. Thì các quý vị cũng phải nắm được cái việc này, thì tất cả mọi người chúng ta, nếu ai ở gần khu vực nhà của cháu Tài Lý Hậu Nam thì các quý vị chúng ta hãy bảo với họ làm theo cái video này, thì chúng ta sẽ biết được cái việc mà cháu sẽ về được nhà hay không. Hiện tại thì chắc chắn 100% hiện tại là cháu Tài Lý Hậu Nam thì cái phần xác, như vừa rồi Khanh đã cũng nói, thì là chỉ lấy được phần xác, còn phần hồn của cháu hiện tại vẫn quanh quẩn cái khu vực này. Cho nên rằng là cái việc mơ thấy con, mơ thấy cháu thường là cái chuyện rất là bình thường. Thế còn nếu như mà mơ thấy con về mà các quý vị không làm thì chắc hẳn cái việc đó chúng ta sẽ mang tội với cháu. Vì cái khoảng thời gian cháu nằm lại cái trụ bê tông sâu 35m tại Đồng Tháp này thì cái việc đó đã cũng trải qua, hiện nay là cái vong linh của cháu ở nằm ngoài đó cũng đã hơn 30 ngày thưa quý vị, kể từ ngày cháu rơi xuống đến bây giờ. Thì tất cả mọi người, nếu như ai mà hiểu được cái vấn đề tâm linh thì cũng xin quý vị chúng ta hãy cố gắng, chúng ta hãy bàn bạc cũng như nói với gia đình để cho gia đình hãy thực hiện ngay cái việc này để mà đưa cháu về tại gia đình để thờ cúng cho cháu. Thì lúc đó chúng ta cúng cái gì thì cháu biếu cháu cái gì thì cháu mới thụ hưởng được và cháu mới nhận được, thưa quý vị. Thì biết rằng bố mẹ lúc này thì rất là đang đau khổ một cái Tết buồn cho gia đình cháu Tài Lý Hậu Nam. Nhưng cái việc mà tâm linh thì tất cả mọi người chúng ta ai ai cũng phải làm, ai ai cũng phải trải qua. Nhưng cái việc mà có người mất trong gia đình thì nếu mất ở nhà thì không sao, nhưng đã mất ngoài sông suối ao hồ, mất ở ngoài đường, ngoài chợ vân vân, thì các quý vị phải cần làm ngay những cái việc này để mà chiêu hồn cho những cái người mất, để cho vong hồn của họ biết đường, biết lối thì họ sẽ về được gia đình. Và khi họ được về được gia đình rồi thì lúc đó các quý vị phải hiểu là cúng bái thì nó mới có giá trị, nó mới có linh được. Nếu như không làm việc này thì tất nhiên là cứ một vài ngày lại nghe thấy tiếng con gọi một lần, chắc chắn phải là như vậy. Thì tất cả chúng ta, mọi người chúng ta, nếu ai ở bên nếu thường là chúng ta ở bên lương thì chúng ta sẽ biết cái việc đó. Bởi vì nếu như chúng ta không làm những việc đó thì vong hồn cháu không lên được, tức là cháu đang bị ngự trị tại cái khu vực mà cháu đang bị rơi xuống ở đây, thì tức là cái linh hồn của cháu lúc nào cũng nằm ở đây. Kính thưa quý vị, là bởi vì ở khu vực mình đây rất nhiều có những cháu nhỏ bị mất ở ao, ở hồ, cho nên là mình biết rất rõ về cái việc này. Nếu như ai ở gần khu vực cháu Tài Lý Hậu Nam, xin mọi người chúng ta sẽ nói với gia đình là sẽ mời thầy đến và sẽ làm một cái lễ để thầy có thể là ra để mời cháu, tức là đưa được cháu về tại gia đình. Thì những cái việc cúng bái thì mới có hiệu quả và nó mới phát huy được cái hiệu lực. Còn nếu như không làm việc đó thì thật sự là cái vong linh của cháu Tài Lý Hậu Nam này lúc nào cũng quanh quẩn khu vực ở cái gầm cầu này chứ không thể đi đâu được. Cho nên các quý vị thường biết là các cháu nhỏ, nếu các cháu mất đi thì các cháu rất là linh thiêng. Nếu như sớm không làm việc này thì cháu có khi sau này chúng ta ra mời cháu sẽ không về nữa, không bao giờ cháu về được nữa vì đã hết, gần như là hết hạn. Thì tất cả mọi việc thì nó cũng rất là đơn giản, chỉ mời thầy về và thầy sẽ có cách làm của thầy riêng. Và chúng ta cũng chỉ biết thực hiện theo cái cách làm của thầy thì là cái linh hồn của cháu bé thì lập tức được kêu gọi, tức là bố mẹ gọi, thì lúc đó cháu sẽ trở về với gia đình ngay. Nếu như không gọi cháu về thì các quý vị cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không ạ? Thường là rất là hay mơ thấy cháu và thậm chí lúc thức còn nghe thấy tiếng của cháu gọi cơ. Thế cho nên là ngày mùng 1 Tết vừa qua, mẹ cháu Tài Lý Hậu Nam ấy thì là cũng đã nghe thấy tiếng gọi hai lần, một lần trong mơ, lúc thức dậy cũng nghe thấy tiếng gọi một lần. Tức là lúc nào cái tâm trạng của mình cũng bị nghe thấy cái tiếng đó, bởi vì cháu chưa về được cho nên cháu rất là hay trở về, cũng như là cháu có những cái tiếng gọi và có những cái âm thanh lạ trong gia đình. Thì ai cũng mong muốn rằng là cứu được cháu thì ngày hôm nay đã cứu được cháu rồi đúng không ạ? Chỉ còn cái việc bây giờ đi chiêu hồn cháu về thôi.
để mà lo cho cháu, để cho cháu có thể mà được về đoàn tụ với ông bà tổ tiên thưa quý vị. Và Khanh Béo TV cũng xin được cảm ơn các quý vị và các bạn trong thời gian qua đã xem và ủng hộ cho Khanh Béo TV. Và quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và cũng đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Khanh Béo TV. Và các quý vị cũng đừng quên để lại những lượt bình luận để cùng nhau cầu nguyện cho cháu Thái Lý Hậu Nam được siêu thoát ra đi về cõi vĩnh hằng, an nghỉ giấc ngàn thu. Cảm ơn quý vị.